Không nói bảo đâu. Thế nó quay ở đúng ở trong phòng này không ấy à? Thế là em gọi bảo vệ. Rồi. Khó lắm. Chồng đúng bạn. Không nói bảo vệ. Bây giờ chị kiểm tra được khi mà muốn một cơn mưa ngay cho mọi người. Ngậm miệng, ngậm miệng. Mở rộng đuôi nhé. Dài hơi. Tiếp luôn đi. Có bảo hoa ba. Nếu mà hoa giảm thì giảm 30 thì mới thôi nhá. Thank you.